Vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 14 tháng 12, qua tin tố giác của quần chúng nhân dân, Cảnh sát hình sự Công an quận Vĩnh Lợi bố trí lực lượng bắt quả tang 5 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống trên địa bàn ấp Bào Sen, xã Châu Thới, quận Vĩnh Lợi. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Quỳnh Chí Ức, sinh năm 1992, Đỗ Văn Quý, sinh năm 1992, cùng ngụ xã Châu Thới, quận Vĩnh Lợi, Trịnh Hoàng Giang, sinh năm 1989, Lâm Bình Long, sinh năm 1973, cùng ngụ thị trấn Hưng Lợi, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng, và Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1989, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 con gà đá, số tiền 700.000 đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.